Chào các bạn, chào tất cả mọi người, tôi Gánh Tự Khóa đây. Ngày hôm nay ở trong tay tôi đây là một ổ khóa chìa 4 cạnh. Tôi sẽ làm gì với nó? Review, hướng dẫn mở khóa, phá khóa, khò ổ khóa này hay là cắt nhỏ ra? Không, ngày hôm nay tôi sẽ không làm những hành động đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ổ khóa này sau một thời gian sử dụng nhiều thì nó đã bị mất màu và nó đã bị đổi sang màu xám. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu với các bạn về một cái máy thế này. Đây chính là máy đánh bóng ổ khóa. Cái này tôi đã chế tạo và làm qua được một thời gian rồi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ sửa lại cái máy này để có thể đánh bóng được ổ khóa này. Nhưng đầu tiên thì intro đã. Siêu trộm. Chào các bạn, tôi đã trở lại rồi đây. Đầu tiên, tôi phải cất ổ khóa này. Ngắt điện khi không sử dụng. Tất cả những hành động ở trong video là những hành động rất nguy hiểm. Các bạn nhỏ không nên thực hiện theo khi ở nhà. Hãy nhìn tôi làm được rồi. Ok, tuyệt vời, đã ra.
Chào các bạn, sau một thời gian làm thì cuối cùng tôi cũng đã làm xong cái tạ này. Đấy, cuối cùng bây giờ nó đã thành cái tạ này, tập tạ như thế này. Đây, cái cục này thật sự rất là nặng. Nó phải tầm 5 đến 10 cân một cái cục đấy. Ở chỗ này nó có cái chỗ này cầm, chúng ta chỉ việc tầm thế này thôi. Đấy, mỗi ngày các bạn chỉ cần ra quán tập như thế này thôi là lên cơ. Thôi tôi đùa đấy. Sau khi chúng ta làm xong cái chân như này, chắc chắn như thế này. Bây giờ sẽ đặt cái máy lên đây, lắp ốc vào, kiểm tra là hoàn thành. Cũng khá lâu rồi, mất tầm gần 2 tiếng đồng hồ để lắp được cái chân này và chỉnh sửa lại nó. Tiếp tục. Chào các bạn, đây là chiếc máy đánh bóng ổ khóa sau khi chúng ta đã lắp ráp xong. Bây giờ tôi sẽ thử đánh bóng ổ khóa này. Như các bạn có thể nhìn thấy thì bây giờ cái ổ khóa đây này, sau khi sử dụng nhiều thì nó đã bị xỉn màu như thế này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đánh bóng nó để xem sự khác biệt trước và sau khi đánh bóng như thế nào nhé. Vậy là ngày hôm nay tôi đã làm được một máy đánh bóng ổ khóa như thế này. Đây, trải qua rất nhiều quá trình, từ làm thân cho đến làm đế, rồi sửa lại máy, làm lại hai bên để lắp chỗ trà. Rất là vui khi các bạn luôn quan tâm và theo dõi video của tôi. Nếu các bạn muốn tôi làm về một loại khóa gì, hãy bình luận ở bên dưới, tôi sẽ cố gắng để chia sẻ với các bạn. Thì anh tự khóa vừa bán vừa khóa